Người ta nói á, đi một ngày đàn học một sàng khôn. Còn đằng này em đi tới 7 ngày lận, em hốt nguyên một thúng về luôn. Everything is wonderful. I got a good deal with my partner. Được đi du lịch nước ngoài sướng thiệt ha. Cười gì mà cười, có hiểu tôi nói gì không mà cười? Minh Minh là tên thật của cô. Anh nói tiếng Việt được hả? Ừ, tôi là người Việt giống như cô vậy đó. Cái tên khốn kiếp đó, tại sao anh ta quay trở lại chứ? Phải kết thúc khi anh ta bỏ đi chứ. Vậy tại sao anh ta quay trở lại lần nữa? Tại sao? Đúng rồi, mình phải làm cho mọi chuyện rắc rối hơn. Mình phải làm cho cô ta có bầu. Ôi sao hấp dẫn quá, hay quá, mình thông minh quá. La 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 la. Thật là một ý tưởng hay, câu chuyện đã được tiếp tục rồi. Alo. 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 Anh ơi, cho em hỏi đây có phải là số điện thoại của anh Vương Hoàng không ạ? Em hỏi Vương Hoàng mô. Dạ, anh Vương Hoàng diễn viên ạ. Em ơi, em lộn số rồi. Anh cũng là Hoàng, nhưng là Trang Hoàng, bạn cơm hệ nợ chờ đóng ba. Chớ không biết diễn viên Vương Hoàng mô hết. Lộn số rồi nghe em. Dạ, xin lỗi, cảm ơn anh. Không có chi mô, chào em. Dạ. Alo. Chào anh Dương Hoàng, tôi là Diệp Phong, là phóng viên của báo Ngôi Sao Điện Ảnh. Tôi muốn phỏng vấn anh về mối quan hệ của anh và diễn viên Nga Linh được không ạ? Anh ơi, em là trợ lý của anh Hoàng. Anh Hoàng đi ra ngoài, anh ấy bỏ quên điện thoại ở nhà. Vậy hả? Vâng, khi nào anh Hoàng về, em sẽ nói anh ấy gọi liền cho anh. Cậu nhắn nhắc giùm tôi nha, cảm ơn cậu. Vâng, em nhớ rồi, em chào anh. Alo. Alo, phải diễn viên Vương Hoàng không anh? Tôi là phóng viên của báo Hoàng. Chị ơi, chị lộn số rồi nghe. Lộn răng được mà lộn. Tắng Thanh Hà là bạn thân của tôi, cô chó tôi số của anh mà. Có phải cái cô diễn viên Tắng Thanh Hà đóng phim Bỗng Dưng Muốn Khóc không? Đúng rồi, hẳn chứ ai. Trời ơi, cái cô diễn viên Tắng Thanh Hà đi, hẳn vô duyên thiệt. Tự dưng hẳn lấy số điện thoại của túi chó chị, rồi nói là số của Vương Hoàng. Bực bội ghê. Không phải nghe chị. Nhưng mà anh. Gì vậy bút giạc? Dừng xe lại đi. Sao dừng xe? Em mệt hả? Không, em không có mệt. Không mệt, sao kêu dừng xe? Mình đi về đi. Cái gì đi về? Mình lên kế hoạch rõ ràng về sao đi về? Em thấy mình làm vậy không có được đâu. Minh Minh đó hả? Nó đã đối xử tốt với mình vậy, tin tưởng mình vậy, mà giờ mình đi lừa nó hả? Coi không có được gì hết đó. Đi về đi. Trời ơi là trời, cục vàng đó là cục vàng. Chính vì nó coi mình như là bạn thân, nó tin tưởng mình mới lừa được nó. Nó không tin làm sao mình lừa được nó, đúng không? Cục vàng, mình cũng đâu còn cách nào khác đâu, đúng không? Hai chồng mình nợ như chú chỏm vậy.
mà chủ nợ toàn là âm binh với cô hồn không à, giang hồ thứ dữ. Lỡ anh có bề gì em sống được không? Cục vàng, còn con của mình nữa nè. Em muốn lúc con mình chào đời, đời không chào nó hả? Một là anh đi tù, hai là con của mình một coi cha. Cục vàng có muốn gì không? Trời ơi, anh tìm cách nào khác đi, không làm gì đâu. Đâu có còn cách nào khác đâu. Anh suy nghĩ kỹ lắm rồi đó, còn cách này thôi à. Lên xe đi em, đi lên xe đi em. Đi đi em. Chịu lên xe thì cười lên đi. Qua tới bển mặt em chù ụ vậy á, bể hết thì sao? Cười lên coi. Trời, bị bệnh sao mặt méo vậy? Cười tươi lên coi. Tươi lên chút xíu nữa. Đó, giỏi. Đâu cười lại ai? Đó, nhớ nha. Giữ cái cười vậy cho tới nhà Minh Minh luôn nha. Cười lại. Đó, giỏi. Cười lên. Lên đi. Và rồi cô ấy nhìn xuống, mỉm cười từ từ. Và rồi cô ấy thì thầm: lần đầu tiên gặp anh, em đã nghĩ, em nghĩ là em muốn... À, đúng rồi. Đợi một chút. Chào bé cưng. Ủa, hai người tới xong báo trước? Tại biết chắc của em nhà mà. Tụi mình có quà cho cậu nè. Hả? Quà gì vậy? Quà lớn lắm á nha. Ê, vô già đi biết đi. Nè, hai người uống nước đi. Nay nhìn mặt hồng hào lắm á nha. Quà của tôi đâu? Trời. Anh Bá Thông á, anh chơi xổ số trên mạng trúng được nguyên giải thưởng đi Đà Nẵng trong một tuần luôn. Ở khách sạn 5 sao nè, bao ăn luôn, trời ơi, đã muốn chết luôn. Vậy hả? Vậy chúc mừng hai người nha, đi chơi vui vẻ nha. Số anh Bá Thông á, ảnh may mắn lắm. Ảnh mà chơi mấy gì mà liên quan tới hên xui này nọ, chỉ biết hên thôi, chưa bao giờ biết xui là gì. Còn bây giờ thì á, hai chồng tụi anh quyết định là tặng cái may mắn đó cho em luôn á. Là sao? Là tặng cho cậu nguyên chuyến du lịch đó luôn chứ sao, đi chơi cho đã luôn. Cho em hả? Đúng, có những lý do như thế này nè. Thứ nhất là chỉ có một suất đi du lịch thôi. Thứ hai á, cục vàng của anh đã có bầu, không thể nào mà đi du lịch được. Còn thứ ba là không thể nào để anh ở nhà một mình mà cục vàng của anh có bầu và đi du lịch như vậy. Không thể, càng không thể. Ha. Đúng rồi đó. Hai vợ chồng của tụi mình nó chưa bao giờ rời xa nhau dù chỉ một ngày nữa. Cục thịt thơ. Cục vàng nói đúng đó, anh không thể nào xa em dù chỉ một giây đâu nha. Hai người bớt làm quá đi, lố rồi đó. Vậy sao hai người không bán nó lấy tiền đi? Trời ơi, đã nghĩ đến cái chuyện đó rồi. Nhưng mà mình nghĩ là cậu chưa bao giờ đi du lịch hết nên quyết định nhường cho cậu á. Mình không cần đâu. Hai người bán nó lấy tiền đi. Kiều Nhi đang có bầu á, phải cần có tiền bồi dưỡng nữa. Còn anh nữa, đang thất nghiệp đó. Gì thất nghiệp? Trời ơi, thất nghiệp nào? Anh chơi chứng khoán mà ha. Đúng rồi. Chứng khoán đã nghề chứ bộ. Trời vậy hả? Cần phải bán lấy tiền nữa đi. Tại sao? Em nghe nói hả, kinh tế khủng hoảng, tình hình chứng khoán hả, thê thảm lắm. Hai người làm gì có tiền đúng không? Nhìn là biết không biết gì rồi. Em đâu có chơi chứng khoán đâu mà em biết. Không có đọc báo đúng không? Trời ơi, tao nói cái đó là tuần trước. Tuần trước mà trở về trước là thê thảm dữ lắm. Tao nói nó đổ lè luôn, báo động đổ lè luôn. Còn bây giờ nó xanh rồi, nó xanh ngát luôn rồi. Còn bây giờ là điểm nó tăng vèo lên luôn á. Hiểu không? Lời mà... Trời ơi, lời muốn chết luôn á. Vậy hả? Lời lắm hả? Đúng. Sao hai người than hết tiền rồi vậy? Cái đó là gì em biết không? Đang lời, mình bán chi cho nó uổng, hiểu không? Đúng rồi. Mình cứ đợi, mình đợi chừng nào thời cơ mà lên cao giống như đang đỉnh điểm á, lúc mà bán ra á, giao luôn. Ờ. Ồ. Dạ.
Ồ vậy. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Sao trắng gì? Đi du lịch á, đi du lịch bằng máy bay á. Ờ, trời ơi, đi du lịch bằng máy bay luôn á. Máy bay lận, đi máy bay chưa? Chưa. Thấy chưa, đó, đi cho biết. Đó mới là lý do đó em, hiểu không? Tại sao em là một nhà văn mà. Ừ. Một nhà văn thì cần có nhiều vốn sống để viết, viết cho nó hay, hiểu không? Nên em phải đi máy bay đi. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà không biết máy bay là nhột lắm. Đúng rồi đó, còn phải đi máy. Người ta nói á, đi một ngày đàn học một sàng khôn. Còn đằng này em đi tới 7 ngày lận, em hốt nguyên một thúng về luôn. Đúng rồi đó, cậu là nhà văn mà, phải đi du lịch để gom vốn sống về viết cho nó hay. Ừ. Trời ơi, mà biết đâu nha, kỳ này đi vớt được anh là đẹp trai rồi sao. Bởi vậy, bây giờ chuyến du lịch đã thuộc về em. Nên đi đi. Ờ mà anh nghe nói đó nha, tất cả những nhà văn mà giỏi trên thế giới á là những người rất là đam mê du lịch. Bởi vì sao người ta phải đi du lịch, người Đúng ta có nhiều vốn sống để người ta viết. Đó. Đúng rồi đó. Vậy không? Ừ. Nhưng mà đi tới 7 ngày lận, ai coi nhà cho em? Trời ơi, chuyện nhỏ như cọng cỏ mà lo gì. Tụi mình dọn qua đây ở với cậu luôn, nhà cửa coi hết luôn, yên tâm đi. Mọi thứ cứ giao lại cho hai vợ chồng tôi anh. Ha, cứ vậy đi ha. Ha. Đi đi. Ừ, đi đi. Ừ. Đi đi nha. Suy nghĩ gì nữa. Cho Tăng Thanh Hà thay đồ đi em. Dạ. Tăng Thanh Hà, chuẩn bị thay đồ chụp hình nè, 5 phút nữa chụp hình đó. Em thay đồ nhanh lắm, 1 phút là xong à. Mà cái áo này hơi hở ngực coi nha. Hở đâu? Bộ sợ hở hả? Gì đâu sợ. Mà chị thấy dạo này em mập hơn hồi em đóng Đẹp Từng cm đúng không? Chính xác. So với lúc quay Đẹp Từng cm em mập lên 4 kg, bằng lúc em quay Bỗng Như Muốn Khóc á. Thiệt không? Khanh thấy dạo này giày mới đẹp nè. Đúng rồi, em thấy giày đẹp hơn. Chứ hồi đóng Đẹp Từng cm thì ốm quá. Đi xem phim khán giả nó ốm quá, không sexy. Thì lúc mà giảm cân để quay Đẹp Từng cm đó, em tự tin lắm chứ bộ. Ai ngờ lúc phim chiếu bị khán giả chê quá trời, giờ đang cố gắng để tăng cân lên tí nè. Còn phim mới của Dương Hoàng có mời em không vậy? Phim đó cũng gửi kịch bản mời em đóng, nhưng mà kịch bản đó hai vai nam mới là vai chính, vai nữ phụ lắm, không có đất diễn nhiều cho nên em đâu có nhận đâu. Với lại cũng muốn học cho xong để tốt nghiệp, chứ cứ đóng phim rồi bảo lưu điểm hoài kỳ muốn chết. Đúng rồi đó. Hà mà. Mới nhắc anh Dương Hoàng gọi nè. Alo em nghe. Em đang làm gì vậy? Em đang chụp hình bìa công ty của anh nè. Ủa vậy hả? Anh cũng đang sắp vô công ty nè. Nhìn ra cửa đi. Trời ơi, tới rồi mà còn gọi điện thoại chọc em nữa. Sao anh biết em ở đây? Anh lên công ty gặp anh Cường. Và chút xíu nữa anh có lịch phỏng vấn luôn. Nghe nói em chụp hình ở công ty nên tạt qua thăm em đó. Hình bìa mới em với anh chụp nè, đẹp lắm. Ừ. Em đi thay đồ nha, chút nữa nói chuyện với anh. Phim anh chừng nào quay xong? Còn 10 ngày quay Đà Nẵng là anh xong. Mà anh đi Đà Nẵng nè. Sướng quá ha. Em thì đang bù đầu bù cổ học để thi nè, cho nên đâu dám nhận phim đâu. Chỉ dám như chụp hình với là quảng cáo à. À, mà hôm qua đạo diễn Dũng Ngọc Đảng đã alo cho em về chuyện định làm Bỗng Dưng Muốn Khóc phần 2 chưa? Dạ rồi, tối hôm qua mới nói chuyện với bác Đảng. Anh thấy làm sao? Trời, anh thì khỏi nói, thích quá trời luôn á. Còn em thôi đó. Em thì thích lắm luôn á. Nhưng mà vấn đề ở đây là còn 5 rưỡi nữa em ra trường rồi. Phim truyền hình dài 40 tập, sao em làm nổi, biết bây giờ mới ra trường. Cho nên em nói bác Đảng rồi để em suy nghĩ đi. Ừ, thôi em cứ suy nghĩ đi, tất cả ekip cũ đều ok hết, còn chờ mỗi mình em quyết định thôi đó. Chứ em mà từ chối thì làm sao phim quay đúng không? Thì giờ em đang suy nghĩ nè. Đã quá. Anh, cái nhà này á, kiến trúc thiệt là hoàn hảo luôn. Em thích cái hồ bơi này nhất á. Bởi vì anh rau bán trên mạng mới có một ngày là có người mua rồi đó. Rồi mai người ta lại người ta ký hả? Ừ. Cầu trời khẩn Phật sao cho ngày mai á. Mình lên máy bay đi Đà Nẵng được có chuyện gì xảy ra. Có chuyện gì cái... Ê, nó ra xui lắm. Anh, nhưng mà người ta lại người ta ký á là phải có giấy tờ hợp lệ. Với lại phải có Minh nó ký mới được chứ. Em quên mất á. Lúc mà ba má của Minh sắp mất á, lúc đó Minh nó mới 14 tuổi à.
họ làm giấy ủy quyền lại cho anh trông con ngôi nhà này nè. Ờ ha. Vậy tội nghiệp cho Minh Minh quá à. Em nói vậy có nghĩa là em muốn anh bị sao đen chém chết phải không? Đâu có đâu. Anh mà chết thì mẹ con em sống với ai? Cục vàng cứ yên tâm đi. Hiểu không? Ờ. Anh sẽ trả nợ cho xã hội đen một nửa. Còn một nửa anh sẽ chơi thị trường chứng khoán. Lúc đó thắng to, mình sẽ trả lại toàn bộ số tiền cho Minh Minh. Có sao đâu. Hiểu không? Thì giờ còn có một cách đó thôi chứ làm được gì nữa đâu. Nhưng mà quan trọng là Minh Minh phải đi đủ lâu để mình bán ngôi nhà cho kịp. Ờ. Anh. Thí dụ nó đi ra tới Đà Nẵng xong rồi nó biết mình. Mình lừa nó rồi nó mua vé nó bay về rồi sao? Cái đó là chuyện của em. Em phải làm sao cho Minh Minh không còn đủ tiền mua vé máy bay qua về. Nước cam tới đây. Hả? Uống nước cam tốt cho em bé lắm á. Trời còn dễ thương ghê á. Chu đáo à. Nè, cảm ơn nha. Nhiều đường của anh nè. Cảm ơn. Mai mốt mà chừng nào tao để em bé. Cậu là mẹ đỡ đầu cho em bé nha. Ừ. Dĩ nhiên rồi. Hai người nhà nhớ chăm sóc ngôi nhà của tớ kỹ nha. Biết rồi bà chủ. Yên tâm đi. Xuống mở đi. Cảm ơn nha. À, mở đi. Kênh 14 lại đăng tin về cậu nè. Những scandal tình ái dớ dẫn này có ngày nó sẽ làm tiêu tan sự nghiệp diễn viên của cậu nữa đó. Riêng hôm nay báo giấy có 4 tờ, còn hầu hết báo mạng đều đăng tin chuyện tình cảm của cậu và diễn viên Nga Linh. Cậu đọc chưa? Mấy cái đó nhảm quá. Không có lửa thì làm sao mà có khói. Không phải vô cớ mà phim nào người ta cũng đồn cậu là phim giả tình thật với các nữ diễn viên đâu. Vậy lần sau chắc em sẽ chọn đóng một phim toàn diễn viên nam để khỏi scandal nha. Đâu chỉ là những tin đồn đó. Cậu muốn xây dựng hình ảnh một nam diễn viên lăng nhăng trong con mắt khán giả à? Tất nhiên là không rồi. Còn mối quan hệ của cậu và nhà thiết kế Bảo Yến nữa. Sao ạ? Nó sắp trở thành một scandal mới nữa rồi đó. Cậu nên thận trọng. Dạ. Đây là vé máy bay của anh. Cảm ơn. Em đã sắp xếp xong hết mọi việc rồi. Anh cứ yên tâm đi ra Đà Nẵng trước đi. Sẽ có người đón anh ở tận sân bay. Phòng khách sạn em cũng đã đặt trước luôn rồi. Anh cứ đi ra ngoài đó trước rồi em sẽ theo sau. Ừ. Còn hơn 10 ngày quay ở Đà Nẵng nữa là xong rồi. Cố gắng lên. Anh biết em lúc nào cũng cố gắng mà. Đây là bộ phim về đề tài nhạy cảm. Vả lại mối quan hệ của cậu và Nga Linh đang được báo chí đặc biệt quan tâm. Tôi có sắp cho cậu 4 buổi phỏng vấn vào chiều nay. Cậu nên trả lời thận trọng. Dạ, em biết. Vai diễn mới của anh trong phim Những Điều Bí Mật là nhân vật như thế nào? Có khác với những vai diễn trước đây không? Khác, khác nhiều lắm. Đây là một dạng nhân vật mà tôi chưa từng thể hiện. Nhân vật của tôi có đời sống hai mặt với rất nhiều bí mật. Anh có thích thú với vai diễn này không? Đây là đề tài mới lạ nên làm tôi rất hứng thú. Vậy còn áp lực, anh có cảm thấy áp lực gì khi nhận vai này không? Rất là nhiều áp lực. Vai diễn của tôi là một vai diễn có nội tâm phức tạp, rất khó thể hiện. Tôi rất lo lắng, không biết là mình có thể lột tả được cái chất của nhân vật hay không. Với lại áp lực lớn hơn nữa là tôi muốn vai diễn sau phải hay hơn vai diễn trước, để cho những khán giả từng yêu mến tôi không khỏi thất vọng. Nghe nói anh và diễn viên Nga Linh phim giả tình thật trong phim Biết Chết Liền vừa qua, có đúng không? Làm gì có chuyện đó, chúng tôi chỉ là bạn diễn chung thôi. Kể từ khi phim đóng máy tới giờ, tôi với Nga Linh vẫn chưa gặp lại nhau nữa. Anh có người yêu chưa? Như đã nói từ đầu, tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến chuyện riêng tư. Được rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Vai diễn mới của anh trong phim Những Điều Bí Mật có khác gì những nhân vật trước đó hay không? Đây là vai diễn như thế nào? Chắc chắn là phải khác rồi. Đây là một dạng nhân vật mà tôi chưa từng thể hiện. Nhân vật của tôi có đời sống hai mặt với rất nhiều bí mật. Vậy anh có hứng thú với nhân vật nhiều không? Hứng thú chứ, bởi vì đề tài lần này rất mới lạ. Thế còn áp lực, anh có chịu nhiều áp lực với nhân vật này không? Áp lực thì chắc chắn phải có rồi. Bởi vì nhân vật của tôi có nội tâm rất phức tạp, rất khó thể hiện. Tôi lo lắng không biết mình có thể hiện ra được cái chất của nhân vật hay không. Và quan trọng hơn hết là tôi muốn vai diễn sau phải hay hơn vai diễn trước.
để những khán giả yêu mến tôi khỏi phải thất vọng. Thật ra ba đứa mình chơi với nhau được bao nhiêu lâu rồi ta? Để coi. Lúc đó là mình với cậu học lớp 1, vậy là 6 tuổi. Còn anh á, thì lúc đó anh học lớp 5. Thấy hai đứa tụi em bị người ta ăn hiếp, anh nhảy vô anh binh, nên chơi tới giờ. Đó, anh vớt luôn cục vàng của anh rồi nè. Em và Kiều Nhi bây giờ thì đã 21 tuổi, còn anh thì 25. Vậy tính ra mình chơi với nhau được bao nhiêu lâu rồi ta? 23 năm. Làm gì lâu dữ vậy? Mà chơi với nhau được 23 hả? Anh tính đại thôi chứ anh đâu có biết gì đâu. Vậy mà nó chơi chứng khoán giỏi. Trời ơi, không nghe tao nói hay không bằng hơn hả? Tụi mình á là chơi với nhau được 15 năm. 15 năm rồi đó hả? Nghe 15 năm nghe ghê hả? Chơi gì lâu dữ trời. 15 năm trôi qua nhanh quá. Ừ. Nếu như không có cậu và anh Bá Thông, chắc mình buồn lắm á. Cảm ơn hai người nhiều lắm. Hai người thiệt là tốt với mình. Từ khi ba mẹ mình mất một cách đột ngột năm mình lên lớp 9, mình cảm thấy hụt hẫng lắm. Nhớ lại lúc đó hả? Cậu tội nghiệp lắm kìa. Mới 15 tuổi à, mà là con gái nữa chứ. Mất cả cha lẫn mẹ luôn. Nếu mà là mình á, đúng rồi, không có bà con gì nữa. Nếu mà là mình á hả, chắc mình không có sống nổi đâu. Thôi mà, đừng nói bậy em. Thì nhờ hai người đó. Nếu như không có hai người, mình không biết làm sao vượt qua nỗi cú sốc đó nữa. Thì cậu đâu còn ai thân thiết đâu. Chỉ có hai đứa mình thôi, tụi mình phải bảo vệ cậu. Bởi vậy, khi mẹ mình mất, mẹ mình viết giấy ủy quyền lại cho anh Bá Thông để trông giùm ngôi nhà này. Thì đúng rồi, tại vì lúc đó hả, mình với cậu đâu có đủ tuổi đâu. Lúc đó anh Bá Thông là 19 phải không anh? Ừ. 19 tuổi, mình với cậu đâu có đủ tuổi đâu. Ủy quyền cho anh Bá Thông là đúng rồi. Nhắc tới ba mẹ mới nhớ, hồi xưa khi ba mẹ còn sống, ba mẹ thương hai người lắm á. Ừ. Hai người hay qua nhà ăn cơm nè. Mỗi tuần chủ nhật, mẹ thường làm bánh cho ba đứa mình ăn nữa. Trời ơi, tự nhiên nhắc mới nhớ, mẹ cậu là làm bánh lăng là ngon nhất. Ừ. Trời ơi, từ đó giờ đi ăn là chưa có ai làm bằng đó. Béo quá là béo luôn. Đúng rồi đó, nhắc thèm. Nhưng mà đúng là nhắc mới nhớ. Công nhận ba mẹ mình tốt thiệt. Giàu mà không có chảnh. Sống ra thương người. Anh, bữa nào đưa cho em giấy ủy quyền nhà nha. Mẹ nói năm em 18 tuổi có thể lấy lại được rồi đó. Năm nay em 21 tuổi rồi, lố 3 năm rồi đó. Em nhắc anh mới nhớ luôn á. Thì anh phải đưa cho em chứ anh giữ làm gì trời. Mà giờ không biết để đâu nữa. Hả? Tại vì dọn từ nhà trọ này qua nhà trọ kia mấy lần không biết để đâu luôn á. Vậy hả? Chắc để trong cái rương á. Cục vàng có thấy anh để đâu không? Ở trong rương á. Vậy hả? Thôi mệt quá, cứ đi Đà Nẵng về đi. Anh hứa danh dự là anh sẽ kiếm cho ra để đưa cho em, hiểu chưa? Ừ. Nó nằm trong rương á, tại vì ba cái giấy tờ quan trọng là anh phải bỏ vô đó. Đúng rồi, cứ mỗi lần dọn nhà có nhiều giấy tờ là gom những cái rương đó hết à. Có nhiều giấy tờ mình cũng bỏ ở trọng, không có mất đâu, yên tâm đi. Vậy anh nhớ nha. Biết rồi. Thôi người ngủ đi, bà bầu phải ngủ sớm vậy mới tốt cho em bé được. Ừ. Cảm ơn hai người về chuyến du lịch nha. Không có gì đâu mà. Thôi bà xàm quá đi bà. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngủ ngon nha. Ừ. Ngủ ngon nha. Anh, em thấy Minh tội nghiệp phải không? Ừ. Vậy rồi anh với Minh ai tội nghiệp hơn? Sao mà so sánh vậy được? Nè cục vàng, anh làm chuyện này là không phải cho riêng anh hay cho riêng em, mà là cho cục này nè, em hiểu không? Anh mà anh á, anh là cục thịt, em là cục vàng, vậy mốt con mình để ra là cục gì? Cục cứt. Ghê quá à, tên gì thú quắc à. Thú quắc cái gì? Ông bà có nói rồi, đặt tên con xấu dễ nuôi. Dám là tên gì xấu gì thúi nữa. Thôi kệ đi. Cái đó từ từ tính sau. Tên gì cũng được. Giờ cục vàng ngủ đi. Hai, ngủ. Nè. Hiểu chết liền. À, mệt quá.
sẽ có người đón em ở sân bay chứ? Yên tâm, có người đón em ở tận sân bay, đưa tới tận khách sạn. Em không lo gì hết trơn á. Hai người nhớ tưới nước giùm em nha, chăm sóc vườn rau giùm em á. Ừ, mình biết rồi, cậu cứ yên tâm đi ha. Hai người thật tốt với em quá. Tụi mình là bạn từ bé mà. Ừ, ngoài cậu với anh Bách Thông ra, mình đâu còn ai thân thích nữa. Yêu hai người lắm. Tụi mình cũng yêu cậu. Nhưng mà lần đầu tiên đi xa, em cũng cảm thấy hơi lo đó. Cái đó là cái cảm giác nhất thời thôi. Chứ anh bảo đảm với em tới nơi rồi một cái nha, em cảm thấy là thú vị và thích lắm kìa. Ừ, đúng rồi đó. Tới nơi cậu sẽ cảm thấy rất là vui. Sao vậy? Mình chỉ đi du lịch thôi mà, làm gì khóc dữ vậy nè. Mình thương cậu. Ừ, mình cũng thương cậu mà. Thôi nha, không có gì đâu. Em đi nha. Ừ. Mình đi nha. Ê ê, hả? Khoan đã. Nè. Ê, cái này đi. Ồ, là gì vậy? Cậu cứ cầm lấy đi. Mình cho cậu á. Thấy cái gì ngon á thì cứ ăn nha. Thấy cái gì đẹp á, mua đi, đừng có tiếc. Không phải là đã nói đã có người bao trọn gói rồi à? Ừ. Với lại mình cũng có tiền trong thẻ ATM, có gì mình sẽ rút cho, không có gì đâu. Thôi cậu giữ đi, cậu đang bầu bì, phải bồi dưỡng cho em bé nha. Đi nha. Bye bye. Minh Minh sẽ không sao chứ anh? Yên tâm đi, em ấy không có sao đâu. Bây giờ quan trọng là anh với em á, là phải bán liền ngôi nhà này. Chứ để em ấy mà về á, tiêu luôn á. Bán càng nhanh càng tốt, giá nào cũng phải bán hết trơn á. Minh Minh mà tố cáo á, là hai vợ chồng mình đi tù luôn á. Đi tù còn có ngày ra. Bị giang hồ giết á, sống lại được không? Mà em có lấy được cái thẻ ATM của Minh Minh không? Đây nè. Ta ta. Cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị. Mời chị ngồi. Dạ. Chị vui lòng cài dây an toàn vào. Dạ đúng rồi. Cảm ơn chị. Thoải mái quá. Dương Hoàng đúng không? Anh đi Đà Nẵng quay phim hả? Quay phim gì vậy? Hả? Tại tôi không quen. Mời mấy anh. Dạ mời anh. À, đây là phòng khách. Chúng tôi không cần phải nói thêm về cái vấn đề mà độc đáo của cái thiết kế phòng khách này, đúng không? Tại vì tôi có thể ngồi đây mà tôi... À xin lỗi, mời ngồi. Ngồi đi anh, ngồi đi. Đó, tôi có thể ngồi đây
vừa xem TV, vừa đọc báo, vừa uống cà phê, vừa quan sát được mọi góc độ vợ tôi đang bơi ngoài đó. Đó, hay là chỗ đó đó. Ừ. Thấy không? Chỉ cần mình nhìn ra mình thấy vợ mình bị chuột rút là mình nhảy ra mình cứu liền. Ừ. Hay vậy đó. Mà anh có mua căn nhà này về mà anh có con á, anh vẫn quan sát con anh bơi được. Đúng. Rất an toàn. Không tin chứ gì? Nè cô Giang, em vô thay đồ. Ra bơi cho mấy anh coi. Rồi rồi, để minh họa cho. Không cần đâu chị. Thôi được rồi, không cần đâu chị. Khỏi ha anh. Tôi xin lỗi mấy anh, tôi thiếu tế nhị quá. Mấy anh là dân làm ăn, tôi biết, tôi làm ăn nên tôi cũng biết. Dân làm ăn là phải kiên cử mấy vụ mà coi bà bầu bơi lắm. Thành ra thôi em ngồi đi đi, để tôi thay đồ tôi bơi cho mấy anh coi. Ê, tôi khỏi, để tôi tưởng tượng được rồi. Bây giờ mình qua phòng khác nha, để tôi xem tiếp. À, muốn coi nhiều phòng khác hả? Được, mời. Nè, cái hồ bơi nè, được bố trí hợp lý ghê chưa? Mà theo phong thủy á, cái này được gọi là hồ chứa tiền nữa nha. Còn nữa anh ơi, còn đây, bên cạnh nhà mình là một cái công viên, thấy không? Mà theo như á, giá đất mặt của một ngôi nhà kế công viên thế này cao hơn ở nơi khác tới 30%. Còn đây, đây chính là thiết kế rất là độc đáo nha. Bởi vì hàng rào này là hàng rào được làm bằng kính chịu lực. Từ bên trong mình có thể nhìn quan sát ra ngoài và mình có cảm tưởng như là cái công viên này thuộc về cái ngôi nhà này. Y như của đó. Mình vậy đó anh. Bởi vậy chúng tôi gọi cái hàng rào này là hàng rào thông minh. Chào chị ạ. Thưa chị, chúng tôi đang phục vụ các loại thức uống. Thức uống gồm các loại bia, nước ngọt, nước trái cây, sữa tươi và nước suối. Xin mời chị. Miễn phí hả chị? Dạ thưa chị, chúng tôi phục vụ miễn phí ạ. Vậy cho tôi nước suối đi. Dạ, chị dùng nước suối ạ. Vậy chị có dùng giấy đá không ạ? Không. Chị dùng nước suối không đá. Dạ. Ở trên máy bay này sướng thiệt ha, cái gì cũng miễn phí hết. Chắc là tiền nước tính vô tiền máy bay luôn rồi đúng không anh? Dạ xin mời. Cảm ơn chị. Chị cho em nước suối không đá. Dạ anh dùng nước suối không đá. Ê, cô phục vụ gì xinh đẹp lại vừa lịch sự nữa. Hèn chi tôi thấy nhiều hoa hậu với á hậu xuất thân từ tiếp viên hàng không á. Xin mời anh. Cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn. Thật ra đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch á. Nói chính xác hơn, lần đầu tiên tôi đi máy bay á. Cảm giác vui sướng hơn tôi tưởng nhiều. Thật là thoải mái. Ý, à anh có bị ù lỗ tai không? Bị ù lỗ tai á. Nếu anh bị ù lỗ tai thì anh nuốt nước miếng vô. Xong rồi nuốt nước miếng vô thì nó sẽ hết bị ù lỗ tai. Kiều Nhi bạn của tôi chỉ vậy á. Nếu như anh không có nước miếng thì anh uống nước. Cô làm gì vậy? Cô. Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Tôi xin lỗi mà. Đây thêm một cái phòng ngủ nữa. Còn đây là ban công. Mời mấy anh. Đi đi anh. Rồi, mời mấy anh. Đây. Còn gì thú vị cho bạn nữa đúng không? Một không gian quá mát mẻ. Mình có thể nhìn được mọi hướng. Đây, sau lưng anh là nguyên một con sông. Đó. Ở đây tối mà anh ngồi với bạn bè nhắm vài ly bia hoặc là ly trà mà trò chuyện với nhau thì hết ý. Lãng mạn lắm luôn.
tại sao bắt máy chứ? Bác Thông Kiều Nhi, hai người bắt máy giùm đi. Trời ơi, làm sao mình tìm đường về tới khách sạn được chứ? Bắt máy giùm đi mà. Biết làm sao bây giờ? Đặt trước chưa ạ? Ừ, tôi đặt trước rồi. Tên của tôi là Minh Minh. À, chị vui lòng chờ một chút để em kiểm tra. Good afternoon. How can I help you? Sorry. Hello. Hey, how are you? I'm good. I'm in Vietnam. Just a week. Everything is wonderful. I got a good deal with my partner. I promise you. Okay. I'll do it now. I will send you my pictures. Okay? Nhìn như mà nhìn. Thấy tôi đẹp lắm phải không? Anh cũng đẹp trai lắm đó. Mà anh là người gì vậy? Anh là người Nhật hay là người Hàn Quốc? Chắc là người Nhật. Anh nói tiếng Anh cũng giỏi lắm đó. Được đi du lịch nước ngoài sướng thiệt ha. Cười gì mà cười, có hiểu tôi nói gì không mà cười. Dạ xin lỗi chị, chúng tôi không tìm thấy tên chị trong hệ thống booking của khách sạn chúng tôi. Chị có chắc là mình đã đặt phòng ở hệ thống khách sạn Sheraton không? Có một sự nhầm lẫn gì không ạ? Không, làm sao mà nhầm lẫn được. Chắc chắn là khách sạn Sheraton mà. Chị có nhớ là mình đã đặt phòng hồi nào không ạ? Không phải cho tôi đặt, mà do một công ty du lịch đặt cho tôi. Rất tiếc là không có phòng nào đặt tên với cái tên là Minh Minh cả. Chị có thể tìm giúp lại cho tôi một lần nữa được không vậy? Làm sao mà như vậy được? Em đã kiểm tra rất kỹ rồi. Chị vui lòng kiểm tra lại công ty du lịch của chị đi ạ. Làm sao như vậy được chứ? Làm sao bây giờ? Rõ ràng là Sheraton mà. Rõ ràng... Minh Minh là tên thật của cô. Anh nói tiếng Việt được hả? Ừ, tôi là người Việt, giống như cô vậy đó. Tên cô thật là Minh Minh hả? Thật hay giả có liên quan gì tới anh? Tôi muốn giúp cô mà cô lại nỡ nghi ngờ tôi sao? Tôi hỏi vậy bởi vì tôi là công ty du lịch. Họ đặt phòng cho cô với một cái tên khác. Làm sao mà tên khác được? Tên thật của tôi là Nguyễn Minh Minh mà. Em có thể kiểm tra lại tên Nguyễn Minh Minh được không? Dạ, em đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Nhưng nếu bây giờ chị muốn đặt phòng thì em cũng có phòng cho chị. Chị có cần ngay không ạ? Còn chứ. Đương nhiên là cần rồi. Bây giờ tôi biết đi đâu chứ. Vậy chị đã ở trong bao lâu ạ? Tối thứ sáu. Vui lòng cho em mượn chứng minh hoặc là hộ chiếu của chị. Có muốn tôi giúp gì nữa không? Không cần, cảm ơn. Tôi muốn gặp Vương Hoàng ở phòng 1888. Anh có hẹn trước không ạ? Có. Dạ, vậy mời anh quẹo tay phải và đi cầu thang máy. Ừ, cảm ơn. Dạ. Chẳng... Thì là xấu hổ quá. Mình thì là ngu ngốc và lố bịch. Dạ, chị vui lòng ký tên vào đây ạ.
Tại sao hai người lại dám lường gạt tôi chứ? Tôi sẽ giết chết hai người. Tại sao không mất máy điện thoại chứ? Tôi điên lắm rồi nè. Em cứ nghĩ anh sẽ không đến thăm em chứ? Cho dù bận rộn cái nào anh cũng tới thăm em mà. Em nghe nói anh muốn mở công ty truyền thông đúng không? Ừ. Dự án cũng gần xong rồi, cho nên chắc có lẽ anh sẽ ở lại Việt Nam lâu dài. Anh trở về Việt Nam à? Ừ. Lần này về không những vậy mà anh còn đầu tư với ngành làm phim nữa. Em phải giúp đỡ anh đó. Anh đầu tư vô sản xuất phim? Ừ. Điện ảnh hay truyền hình vậy? Cả hai luôn. À, ba mẹ vẫn khỏe chứ? Em nghĩ là khỏe, mà chắc là khỏe. Như vậy là chuyện em và ba vẫn như cũ. Em đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa. Sao em không lên tiếng xin lỗi ba trước? Em thiệt là... À, mà Bảo Yến thế nào rồi? Cô ấy vẫn khỏe chứ? Dạ khỏe, cô ấy khỏe. Hình như cô ấy cũng rất muốn biết tình hình của anh thế nào. Tại sao anh không điện cho cô ấy đi? Ừ, anh sẽ gọi. Anh có muốn uống thêm gì không? Bia hay rượu để em lấy cho. Ừ, thôi chắc để khi khác đi. Anh có việc phải đi rồi. Ừ, gặp em sao vậy? Có cần phải tiễn anh? Hử? Dạ. Anh đi nha. Dạ. Anh về nha. Ừ. Chào em. Em cứ ngồi đi. Chào anh. Ngồi đi. Vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt em mỗi khi buồn. Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu. Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi. Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ. Trời ngừng sáng lối.